Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai trên hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft để bạn ơi. Mấy bạn có biết lý do vì sao mà vừa vào video Phong đã chào mấy bạn bằng một cách rất là nhẹ nhàng, rất là im lặng không mấy bạn? Bởi vì mấy bạn hãy nhìn xung quanh của Phong nè. Trời ơi, ê, nhìn ghê quá Phong ơi. Ghê không Sam. Trời ơi, mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn thấy sau lưng Phong có gì không? Đúng vậy, như bạn đang thấy đó, đây chính là Slenderman mọi người ơi. Thì chắc là những bạn nào mà đã xem một cái video mà tập trước của mình thì chắc bạn cũng biết hai đứa em của mình, đó chính là Yabun và Gấu Mora, đã bị Slenderman bắt cóc. Chính vì vậy cho nên ngày hôm nay mình và Sammy đã quyết định chui vào trong cái cánh cổng Slenderman này để đi đến cái chỗ này của Slenderman để giải cứu hai đứa em của mình các bạn ạ. Đó, vô cùng gọi là đáng sợ luôn. Mình thật sự là vừa vô nha là Phong thấy mấy con Slenderman đứng xung quanh đây nè. Dù cái này chỉ là mấy bức hình thôi nhưng mà Phong cũng cảm thấy rất là sợ luôn mọi người ơi. Sam sợ không Sam? Trời ơi trời, nhìn nè, nó y chang tôi luôn. Mỗi cái nó không có tóc mà ba bơ nó nhìn nè, thấy gớm quá. Ừ ha, tính ra giờ Sam nói tôi mới để ý á mọi người. Tính ra là nhìn bộ đồ của nó nè, bộ đồ màu đen, Sammy cũng đang mặc một bộ đồ màu đen, cái cà vạt màu đỏ, Sammy cũng màu đỏ, mà có điều là nó khác Sam chỗ nó không có tóc thôi. Ơi có khi nào Sammy là họ hàng của gọi là Slenderman không? Thì hôm nay nè, mình sẽ cùng với bạn và cùng với Sammy, chúng ta sẽ cùng nhau vào trong gọi là cánh cổng Slenderman để đi giải cứu hai đứa em của mình nha các bạn nha. Và mình nghĩ rằng là cái cánh cổng này nó cũng giống như là cái cánh cổng mà vào trong cái căn hầm, cái ngôi nhà Phong Cận ETE mọi người. Thì tôi nghĩ đây cũng chính là cái nhà an toàn của Slenderman luôn á Sam. Sam biết nhà an toàn của Slenderman nghĩa là sao không? Là sao? Có nghĩa là bình thường chúng ta xây nhà an toàn để tiêu diệt quái vật đúng không? Thì bây giờ Slenderman xây cái nhà an toàn này ra để ngăn chặn chúng ta, không chúng ta giải cứu hai đứa em, hiểu không? Đó. Trời ơi, cái gì mà khủng khiếp vậy? Slenderman biết xây nhà an toàn giúp tụi mình vậy? Đúng rồi, bởi vậy cho nên mới nói bây giờ nè, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua cái nhà an toàn này của Slenderman để giải cứu hai đứa em của mình nha các bạn nha. Và trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhấn subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên là hãy đăng ký họ cho Sammy, và cùng với mình chúng ta sẽ cùng nhau đi giải cứu hai đứa em của mình nha mọi người. Let's go. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua bên gọi là cái bẫy đầu tiên của Slenderman nha các bạn nha. Mình không biết cái bẫy này là bẫy gì đây. Ok, hình như cái này là cái nút để mình mở cửa nè. Cảm giác thử coi. Ôi xịn nhờ. Ôi. Oh my god, Sam ơi nhìn nè. Ôi. Cái gì vậy? Trời ơi mấy bạn nhìn nè, ở bên dưới này nó có mấy con gì nhìn đi hệt như là con nhện luôn mấy bạn ơi. Mà khoan từ, hình như con này không phải là con nhện Sam ơi. Tôi nhìn con này quen lắm. Hình như là bọn mình có mấy lần ăn nó hay sao Sam ơi. Ui trời ơi, chứ gì nữa con là cô hoàng đế Phạm ơi. Tôi nhìn thấy ghê quá Phạm ơi. Sammy nói tôi mới để ý nè, hình như cái con này là con cua hoàng đế mọi người ơi. Nhìn nè, trời ơi vậy là quá ngon rồi. Xong tôi đi tôi thích ăn thịt. Tôi thích ăn thịt của cua hoàng đế lắm, cho tôi xin chúa cho tôi ăn thử ra. Trời ơi ngon quá. Ui, trời ơi trời, Sam ơi, kiểu này là mấy con cua hoàng đế này không mình không có ăn được nó đâu, mà nó ăn thịt ngược lại mình đó Sam ơi. Gì ghê vậy? Mấy con này ghê quá Phong ơi, bây giờ chụm nước sôi mình ăn nó đi. Trời ơi ghê quá. Nhưng mà bây giờ á, quan trọng là bọn mình đâu có nước sôi ở đây đâu, mà mấy con này nó hung dữ quá à. Coi nè, tôi đi qua bên đây mà nó cũng đi theo tôi nè, thấy không? Ui, nó đi rồi, nó đi. Khoan, từ từ, bên kia có một cái cửa kìa. Bây giờ Sam đứng ở đây đi, để tôi chạy qua đó tôi mở cửa. Ok. Ui. Hình như chạy không được Sam ơi. À, trời ơi là trời, chết queo luôn. Cái gì vậy? Vậy? Ê, oh my god. Tôi biết rồi Phong ơi, mấy con gọi là mấy con của hoàng đế, mấy con này hành tinh rồi. Nhìn này, nó đi thì gớm rồi kìa. Con này không phải cua thường đâu nha. Bây giờ á bọn mình đi qua bên kia cũng không được, mà mình ở đây cũng không xong, không thể nào giải cứu mấy đứa em của mình được. Bây giờ sao đây trời? Ôi trời. Nhưng mà bây giờ sao Sam? Bây giờ làm gì đây? Bây giờ tôi dụ mấy con này ông qua kia ông chạy đi. Được không? Hợp lý, cũng được. Bây giờ nè Sammy nhảy xuống dưới đó đi. Để Phong không. Như vậy đâu được. Nếu mà Phong làm như vậy mấy bạn fan sẽ kêu trời anh Phong con trai mà không biết bảo vệ cho chị Sam, kiểu này không được phải không? Bây giờ tôi nhảy xuống, Sam chạy qua kia được không? Rồi ok. Ok, không? Được. Rồi. 1 2 3 rồi chạy đi Sam ơi. Chạy qua kia. Ôi, lên Sam ơi. Chạy liền. Ai da. Cái gì vậy?
xong. Trời ơi, chết queo thêm lần nữa rồi. Mấy con này khó quá bạn ơi, không thể nào mà qua bên đó được luôn á. Bây giờ sao trời? Bây giờ tôi nghĩ á, Phong đi tìm cái cách khác đi. Cách này là chịu thua đó, không nhảy qua đâu. Trời ơi, chết rồi. Bọn nó đông quá à. Bây giờ có gì không? Mình không có vũ khí hay gì ở đây hết trơn. Ủa, hay là Sam ơi xem. Ôi, Sam ơi, ở bên này nó có một cái rương giấu kính nè Sam. Từ từ tôi xem coi. Rương cái gì mà? Súng phun lửa. Sam ơi, súng phun lửa Sam ơi. Ôi trời ơi, rồi trời ơi, công chuyện rồi mấy con. Lý tới công chuyện rồi bạn ơi. Kiểu này bọn mình có thể làm món gọi là thịt cua hoàng đế nướng rồi, hợp lý. Phun lửa đó Sam ơi. Nướng nè mấy con. Nướng mà nó lên, nướng mà nó lên. Cắn nè, đây cắn nè, cho nè. Trời ơi, thơm quá Sam ơi. Tôi nghe mùi thơm quá trời quá đất luôn á. Chết nè, chết nè. Trời ơi, sợ chưa. Rồi xong, hết đạn rồi. Còn cây. Không, tôi vẫn còn ở đây, yên tâm. Đó, phun lửa nè. Ui trời ơi, Sam ơi, bọn nó gần bị cháy hết rồi Sam ơi, coi không nè. Mày vậy mày. Còn nào không? Ôi hết chưa. Ui còn có. Rồi chết queo. Ui còn một con, còn một con. Có chân, để Phong. Mày hả mày. Rồi chết queo luôn. Trời ơi mấy bạn ơi, mấy con cua hoàng đế này nó bị chết sống nào nó không rơi ra miếng thịt hết trơn á. Mà nó để lại mấy cái vỏ nè Sam ơi. Trời ơi là trời. Trời ơi tức luôn á. Tức dễ sợ luôn á. Mà không có miếng thịt mà ăn, tôi tưởng nãy tôi tức tôi định ăn mấy miếng chứ không còn miếng nào luôn. Tôi cứ tưởng là bọn nó nhiều thịt lắm, ai về đâu không có miếng thịt nào hết trơn. Buồn dễ sợ buồn luôn. Không sao, kệ đi. Nói chung là bọn mình cũng tiêu diệt được nó rồi. Bây giờ bọn mình qua bên kia để giải cứu mấy đứa em mình đi. Mấy cây súng này vứt. Rồi. Ok, hết đạn okay. Rồi. Vứt hết. Rồi. Qua màn 2 coi có gì bên trong. Bây giờ tôi cũng đang rất là hồi hộp nè, không biết màn 2 có gì nè, để mở cửa nha. Hey. Ui, cái gì vậy? Ui, cái gì bị trúng độc vậy? Khoan, từ từ. Qua đây. Có độc. Từ từ. Sao tự nhiên mình mới vừa mở cửa ra cái thôi là mình bị trúng độc vậy ta? Từ từ Sam đứng im nha, để Phong xem cho. Sam đứng im đây, Phong sẽ bảo vệ cho Sam. Ok, từ để xem coi. Tự nhiên cái giật vậy? Ui. À, Phong biết rồi Sam ơi, nhìn nè. Ở bên trong này nó có mấy bức tranh nè. Rồi, Phong hiểu gì, rồi. Gì? Nhìn mấy bức tranh mà sao mà mình giật cả tấn vậy? Ở trong này nó có mấy cái bức tranh. Mấy cái bức tranh này nếu như bọn mình nhìn vô mấy cái bức tranh này thì chúng ta sẽ bị cà giật vậy đó, bọn mình sẽ bị mất máu. Trời ơi, tôi hiểu rồi. Ghê vậy? Ui, đừng nhìn. Cái này là một cái mê cung Sam ơi. Và bây giờ bọn mình không nhìn đường sao mình qua được trời. Ủa? Trời ơi, chơi gì mà ác cái nhân vậy trời. Bây giờ như thế này nha. Bây giờ Sam qua đây đi. Để Phong. Bây giờ Phong sẽ thử, Phong kiếm đường, Phong chạy qua thử coi có được không nha. Ok. Sao đứng rồi, đây nha. Ok rồi. Để Phong. Mấy bạn coi Phong nè, giờ Phong thể hiện bản lĩnh đàn ông con trai của Phong nè. Ê! Chà! Không sợ. Chạy. Cố lên trời. Ấy da trời, đau quá. Không làm được mà. Trời ơi mấy cái này cũng con có gì đâu đúng không? Ấy da. Yên tâm, tôi đang đi kiếm đường đây. Ấy da, trời sắp bị mất bổ rồi. Ấy da, đau quá. Ấy da. Tôi nhìn xuống dưới đất. À đúng rồi, hợp lý. Nhìn xuống dưới đất coi. Nhìn xuống dưới đất cũng không được luôn. Vẫn bị mất máu. Kỳ vậy. Hình như mình chỉ cần thấy bức tranh thôi là mình mất máu rồi Sam ơi. Thôi xong tôi rồi. Chết queo luôn. Trời ơi, khổ quá Sam ơi. Sao mà tôi thấy cái Slend, có con Slenderman này nó có nhiều mấy cái bẫy kinh khủng quá. Mình không thể nào mình vượt qua được Sam ơi. Ủa cái con này nó ghê quá, làm bẫy con bro hai thì mình nó phong. Đúng rồi á, bây giờ sao đây trời, tôi không biết nữa. Giờ mấy đứa em của bọn mình thì đang bị nhốt trong kia. Ê mà khoan từ, hay là bọn mình có thể đi lùi ta. Thôi. Sao ơi, mình đi lùi được nè, từ để Phong đi lùi hết coi. Nope. Ê, cũng không được luôn. Không được. Trời ơi, chết rồi, bây giờ sao đây trời. Nhìn xuống dưới đất đi, thử coi, được không? Cũng không được luôn, nhìn xuống dưới đất cũng bị. Bây giờ sao đây ta? Ông sao? Kỳ vậy, giờ sao? Không thoát khỏi chỗ này, giờ sao đây? Chết rồi, mình thua mất. Bây giờ thế này nha, Phong nghĩ có một ý này hay hơn nè. Phong đã từng giải mã rất là nhiều những cái gọi là mê cung rồi. Bây giờ á, Sammy hãy làm theo Phong nha. Sam leo lên trên đầu Phong nè. Phong sẽ nhảy lên đây cho Sam nhảy qua bên kia trước. Sau đó Sam nhìn đường. Sau đó là Phong sẽ tìm đường, Phong chạy qua sau. Được không? Thôi được không? Vợ tôi mù đường nha. Tôi không biết cái gì trơn luôn á. Okay. Nhìn chịu ha. Yên tâm đi. Phong có thể vĩnh viễn ở lại đây. Nhưng mà Phong không thể nào để cho Sam gặp nguy hiểm được. Bây giờ Sam leo đầu Phong đi. Phong sẽ cho Sam nhảy qua kia. Ok. Đó. Leo lên chưa? Rồi. Ok rồi, bây giờ Sam nhảy. Phong nhảy lên cái là Sam nhảy. Sam nhảy lên trên cái trên này, Sam chạy qua kia nha. Ok. Chuẩn bị nè. 1 2 3. Rồi. Chạy đi. Chạy đi. Ui giờ chạy á? Chạy qua bên kia. Nhảy qua bên kia. Đây rồi.
đi qua bên kia kiếm đường, kiếm đường đi. Rồi bên đó luôn. Có được rồi. Rồi ok, được rồi. Bây giờ Sammy ở bên đó nha, Phong có thể thấy được tên của Sam, không thể tìm đường Phong qua đó được. Ôi, ok rồi. Các bạn ơi. Các bạn xem Phong nè, kỹ năng tìm mê cung của Phong là hơi bị đỉnh luôn nha. Ôi, cố gắng lên. Đây mình thấy tên của Sam nè các bạn ạ. À. Ok, chuẩn bị nè. 1 2 3. Chạy máu ra đây, hồi máu. Trời ơi. Khó quá trời, quá đất luôn á trời. Các bạn xem Phong nè, kỹ năng tìm mê cung của Phong là hơi bị đỉnh luôn nha. Nani? Cố lên, làm lại lần nữa nào. Ôi, cha. Ok, nhìn theo tên của Sam, đi qua bên đó. Đâu quá, cuốn lên Phong ơi. Cuốn lên. Ai, trời ơi, đau quá. Ai da, trời ơi, từ nhỏ lớn giờ tôi chưa bao giờ mà tôi đi vô cái mê cung nào mà nó khó vậy luôn á Sam ơi. Ai da. Ai da, cuốn lên. Phong ơi, sao tôi nghe không? Tôi đang qua. Dữ vậy? Đây, tôi qua nè. Phong ơi, qua lẹ. Trời ơi mấy bạn ơi, tôi bị mất quá trời máu luôn các bạn, may quá tôi hồi lại được máu rồi. Ê, trời ơi, ok, mở cửa. Rồi đi qua đây. Trời ơi, đóng cửa lại luôn rồi. Ôi em nó đóng lại. Ui trời ơi, nhìn bức tranh là nó giật quá trời giật luôn. Trời ơi, dữ vậy. Ôi tôi mệt quá trời quá đất luôn các bạn. Trời ơi, mất quá trời máu luôn. Ủa rồi cái này là gì đây? Ủa? Sao nguyên cái hố mà sau này sao qua? Nguyên cái hố to đùng như thế này làm sao mình qua bên kia à, được ta? À, tôi biết rồi, cái này là lắc tầng hình, tôi nhìn đi qua cho này. Đó đi qua. Cái gì vậy Sam? Cái gì vậy Sam? Trời ơi. Lắc tầng hình. Không phải lắc tầng hình đâu. Cái này á Phong nghi nó không phải là lắc tầng hình đâu. Từ ở chỗ này nó có cái rương gì nè Sam ơi. Ủa cái này gì đây? Cái gì đây? Ủa, này là gì ạ? Ủa cho cái súng gì đây vậy? Ui. Ui súng bắn hả? Ui Sam ơi, nhìn nè. Nó có cọng dây nè. Ui. Ôi, wow. Vậy là có nghĩa là bọn mình sẽ dùng cọng dây này để mà mình bay qua bên kia hay sao Sam ơi? À nè. Wow. Hợp lý. Hình như cái này Phong từng chơi rồi. Bây giờ Sam nhìn Phong rồi nha. Ok. Rồi. Bọn mình sẽ canh vô phần giữa nè, bắn vô phần giữa nè. Ok rồi. Sau đó mình sẽ đu dây qua. Người nhện. Huy. Wow. Ghê không? Không qua được rồi nè. Tới lượt Sam á. Cố lên Sam. Ôi. Ủa, cái gì vậy? Ủa sao đâu rồi? Ủa? Tôi đây. Nó mắc kẹt rồi. Cái gì vậy Sam? Rồi xong sao bên? Còn tôi còn sức. Ơ vậy là sao lên được? Ui. Ôi. Ô, ghê dữ ta. Đỉnh vậy trời. Hợp lý quá. Cái này nè, nó thu lại đây nè, đó cho thu lên đây nè. Đó. Ủa được hả? Tao mà thử coi. Được. Không dùng phải đó chứ. Wow. Ủa lên lại. Đó, đúng rồi, nó thu được. Ủa, hợp lý cái này, thu lại được rồi. Phong không biết luôn á, Phong dùng nó để Phong đu qua thế nè. Ủa, sao gà vậy, ông dùng không thu qua được à. Đó, đu lên chứ, đúng không? Trời ơi, Phong không cần thu lại luôn á, Phong tự đu lên luôn nè, Sam coi nè. Trời ơi, nhau. Rồi xong. Rồi, thu lên mà nhảy qua. Rồi xong, đụng đầu rồi. Trời ơi, cái đầu ông đụng xong đơ luôn á. Hây, ai. Lên. Rồi sao không lên được rồi Sam ơi, không lên được rồi. Lên được, cách chỗ khác lên được. Để Phong. Phong sẽ thử lại, Phong hỏi nào mà kiểu gọi là dễ dàng thua vậy được. Ấy, đu qua nè. Rồi xong, đu lại nè. Ê. Thảo ngay ra. À, Sam ơi. Trời ơi, Thảo nghe ra rớt cái đó luôn à, đỉnh nhỉ. Trời ơi, sự cái thể hiện làm gì không biết nữa. Ok, thôi để Phong qua lại. Thôi, qua đi ông ơi, trời ơi. Rồi ok qua nè. Hay vậy. Rồi ok. Dục. Rồi, cái này là của Slenderman, mình không thèm. Ok, rồi bây giờ mở cửa đi qua bên chỗ tiếp theo nào. Ôi trời ơi, từ nãy giờ mình thấy có nhiều mấy cái bẫy hơi bị ghê rồi đó Sam ơi. Ok, mở cửa ra. Ủa gì đây? Ủa trời rương luôn. Sao đây quá trời rương vậy ta? À, tôi biết rồi. Trời, tưởng cái bẫy gì nguy hiểm lắm. Hóa ra tìm cần gạt Sam ơi. Bọn mình chỉ cần mở mấy cái rương này ra kiếm cần gạt thôi. Ghẻ tôi mở cho dễ ồn, tưởng rồi, gì. Sam mở đi. Đó, Sam mở bên đó đi. Mở đi. Này, tôi mở bên này, ông bên kia với hai thì mình mở đây là thế nào không tới nơi à. Có thấy cái nào không? Gì? Đây, ủa xong có gì trơn vậy? Ủa cây vậy? Nửa chặng đường rồi nha, không có đâu, gì trơn để cho không vậy? Để Phong tìm phụ Sam cho. Ờ, mở nè. Ủa? Ê, không có Phong ơi, nó cho mình rồi. Nhìn nè, tôi chỉ cho. Sao? Hai cái rừng mắt cao cao kia kìa là chắc chắn là có. Nhưng mà nó để trên cao sao lấy. Trời ơi, con này nó đúng không khôn luôn á. Chết rồi Sam ơi.
Hồi nãy bọn mình có cái dây để mà mình đu lên, mình không chịu giữ, giờ mình chụp mất tiêu rồi. Trời ơi đó, mày đạt chất chi bây giờ, giờ làm sao giờ, ông với tôi cộng cũng không bằng nhau luôn á. Cộng cao bằng như này đâu, bây giờ đó, bây giờ Sam sao? Sam thử leo leo đầu Phong đi. Giờ ông leo đầu tôi đi, tôi cộng cho. Đây, cần luôn. Đó, được không? Được không? Sam sao 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 Sam cộng nổi Phong không? Trời ơi, được chứ. Ok, rồi, rồi leo nè, rồi leo rồi đó, leo rồi đó. Rồi tới. Đó, ngon lấy đi. Ông ngon lấy đi. Nhảy lên, nhảy 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 lên. Hây. Rồi không tới rồi. Trời ơi sao mày lùn quá. Nhảy 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 cao lên. Trời ơi trời. Đây tôi nhảy cho nè. Rồi, tôi lên. Không được rồi, kiểu này là bọn mình không thể nào quên lên trên đó được rồi. Ờ khoan từ. Quên mắc kẹt trong này rồi. Có cách, có cách. Tôi quên mất, bọn mình có thể bắt cua được mà. Đây đây, Sam coi Phong rồi nha. Nè, mấy bạn fan cua xem vậy? Phong nè. Xem Phong nè, nhìn nè. Ok. Hây, 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 hây. Đó, ghê không? Ôi. Hây. Ôi, bắn đường á. Ủa gì kì vậy? Làm lại. Tôi làm lại. Muốn làm thử. Hây, nhảy lên đây nè, sao nhảy qua đây. Hây, hây. Đó, ghê không, ghê không? Hi. Hi. Ok, từ từ, trước sau thì cũng lên tới nơi thôi. Ai. Hi. Chà. Hi. Chà. Ui, tới nè, Sam ơi, tới nè. Ôi, nhưng mà sao mới quay sao được? Lên được nhá? Hi. Hi. Ây da, trời ơi, đau quá. Trời ơi, khó lắm. Khó quá à, không thể nào lên trên đó được. Ê, bây giờ sao giờ ta? Giờ sao nghĩ, trời, giờ sao? Từ từ. Bây giờ Sam để cho Phong suy nghĩ nè. Phong mà không thông minh lắm, yên tâm đi, mấy người đeo kính lúc nào cũng thông minh đó bạn ạ. À. Đó, giờ để Phong suy nghĩ coi. Trời ơi. Ủa như vậy chơi game nhiều quá mắc cần à. 1 với 1 là 2, 2 thêm 2 là 4, 4 với 2 là 6, 6 6 18, 18 18 100, 100 2 với 2 là 6, 2 với 2 là 6 nè, đánh cho phát bây giờ. Trời ơi bạn ơi, trả lời đừng quên viết là 2 với 2 là mấy, 2 với 2 là 6 là không phải nha. Phong chỉ giả vờ tính như vậy thôi. Giờ Phong đang suy nghĩ nè. Ok. Trời, suy nghĩ đây. À, có cách rồi. Tại sao bọn mình lại không dùng những cái rương này để bọn mình leo trên kia? Là sao? Tôi nè, hiểu. Là như thế này nè, Sam nhìn Phong này nha. Giờ cái rương đi, Phong sẽ lụm một cái rương. Ôi. Nè. Đó, cầm trên tay nè. Phong sẽ lại chỗ này, Phong bắt cầu, Phong leo lên. Đó, ok. Để cái rương này vô đây. Lụm thêm cái rương nữa. Để đây. Trời ơi, ông sỉnh sò vậy. Ù ha, thông minh ha. Ok, tại sao mình không lấy được nữa? À, lấy mình lấy được rồi nè. Ok, đó, giờ đây. Mình leo lên. Đó, thấy không? Hợp lý không? Hiểu mình bắt cầu hiểu đúng rồi. Đúng rồi, mình bắt cầu mình leo lên. Trời dở ẹt, dễ ẹt rồi. Ủa mà sao tôi lấy không được ta? Thấy. Ủa kì vậy? Đây này, ông mày tới gần vô. À mình tới gần mình mới lấy được không? Rồi leo đây nè, sao đặt vô đây. Rồi Sam ngủ không đi. Đây, tôi lấy cho. Ok, trời ơi, tưởng cái gì dưới này dở ẹt trời. Ờ ha. Không quá thông minh luôn bạn ơi. Thấy không? Sao thấy tôi thông minh không? Trời ơi, mấy cái người thông minh như thế này á là chắc chắn là phải lấy làm chồng rồi, không thể nào mà bỏ lỡ được đúng không Sam? Vô duyên liên quan chi vậy trời? Tự ủa đúng mà. Tự nhiên thông minh bắt buộc phải lấy làm chồng. Trời ơi, mấy người thông minh như thế này đã thông minh còn đẹp trai nữa, kiếm đâu ra ai được như Phong đúng không Sam? Ý ông bảo là ông hiểu lắm đúng không? Ông mà không cưới ông là gì ta là bỏ phí đúng không? Đúng như rồi. Vậy đúng không? Sammy mau mau gọi là về nhà xin phép ba mẹ đi. Được không? Khoái cười ơi. Trời ơi, khoái cười kìa bạn ơi. Ai okay. Khoái, tôi thấy ông bị khùng á, tôi cười với ông đỡ như là quê. Mình sẽ đặt ra ngoài đây là Sam để mình leo lên. Chứ có hai cái đường trên đầu chặn đầu mình lại rồi. Ok. Đây. Đó, rồi. Cố lên Sam ơi, cố lên. Xong. Được rồi, đó, đặt lên là được rồi. Được đâu mà được bà nội, tính ra mình phải đặt để mình leo trên đây luôn nè. Trời ơi. À đây hả? Ai biết đâu, Rồi đây thì mình lên được rồi. Sam mấy nước quá. À. Đây. Trời ơi, thấy không? Mấy cái người nước như thế này là cần phải có mấy người thông minh ở kế bên nè. Mẹ nha, không chơi gì nha. Ủa, người ta nói đúng mà, chứ có sai đâu. Ok. Mấy bạn fan thấy Phong có nói đúng không các bạn? Ơi, ông thì ông khen cái tôi ông che là sao? Ok. Rồi lên đây là xong rồi nè Sam ơi. Xong rồi, thôi lên. Ok, xong luôn à, lên trên đây. Ok rồi, lên nào. Ủa? Tiếp theo là gì đây? Ủa sao không thấy gì vậy ta? Ui, dưới kia có xì lam kìa, nhảy xuống chơi không? Chơi nhảy xuống. Ok, đâu bây giờ mình thử nhảy xuống đó coi. Ê. Ok. Ủa, tôi nhảy này quá à. Ủa, mà sao cái phòng này thấy rồi là trống không vậy, không có gì vậy? Bình thường mấy cái chỗ này sẽ thường có 7 á. Ơ Sam ơi coi chừng nha, nhiều khi nó 7 mình á. Ờ coi được. Hay là bây giờ Sam đứng im bên đây đi. Tôi nghi là ở bên dưới đất này nó sẽ có 7 cái hố hay gì đó để Phong chạy qua trước cho. Không có. Ủa? Ê, trời ơi, tôi biết rồi, cái này là tôi biết chắc luôn, biết sao không? Con gọi là Slenderman đang xây bẫy, tự nhiên nó bụng vô cơm, xung quanh xây bẫy luôn. Chắc là vậy rồi chứ sao vậy? Ủa? Có luôn hả? Cái gì mà Slenderman đang
đang xe 7 xong đói bụng quá vô ăn cơm thế là không xây được cả. Đúng rồi. Chứ sao tôi cũng vậy nè, tôi đang xe 7 tôi đói bụng là tôi vô ăn cơm mà. Tôi hay xì. À ok ok rồi, hợp lý à. Sam nói gì cũng hay hết bạn ơi. Ok rồi, Sam là nóc nhà mà Sam nói gì cũng đúng hết trời ơi. Rồi. Ủa cái gì? Ê, Sam ơi. Sao tự nhiên bọn mình đang ở trong cái phòng cái tiên bị cúp điện hay gì vậy? Sao tiên tôi không thấy gì hết Sam? Ủa kỳ vậy? Trời ơi, tôi cũng vậy vậy nha, tự nhiên nó tuổi dùng trầu mình luôn nè Phạm ơi. Ê, có khi nào mình bị gì không? Ôi trời ơi, chết rồi Sam ơi, hình như bọn mình bị dính bẫy của Slenderman rồi. Bọn mình tưởng là không có gì hết, nhưng thật ra ở trong đây chính là một cái căn phòng khiến cho bọn mình bị mù. Sam ơi, mình không thấy đường nè. Ôi cái gì mà ghê vậy? Bây giờ sao? Bây giờ thôi tôi sợ lạc lắm Phạm ơi, đừng đi xa tôi nha. Ok ok, Sam yên tâm đi, Sam cứ ở bên cạnh Phong, Phong sẽ bảo vệ cho Sam. Ok, đi. Rồi. Bây giờ nè, từ mình phải mò mình kiếm đường nè. Trời ơi, đường nào ta? Ui, đường nào vào tim em ơi, băng giá quá trời ơi trời. Ui, khoan từ. Ui, ui cái gì? Ai cái gì? Ui, Slenderman. Ui. Rồi, chắc chắn hai đứa em một mình đang bị bắt ở trong căn phòng này. Bây giờ mình phải vô giải cứu với Phong ơi. Trời ơi, vô giải cứu lẹ đi. Ok, ok, được rồi. Vậy thì bây giờ tôi đếm 1, 2, 3. Một mình cùng nhau mở cửa và chạy qua nha. Ok, chuẩn bị nè. 1, 2, 3, mở cửa. Hay da. Trời ơi bạn ơi, mình thấy lại bình thường rồi nè. Trời may quá, tôi tưởng là bọn mình sẽ bị mù luôn chứ. Bị mù làm sao đánh lại được Spider-Man. Trời ơi, nhầm lộn. Slenderman. Mới gọi là vừa có mấy màn mà cái não không bay đâu rồi ông ơi. Trời ơi trời, cái gì không, vậy? Không biết sao không, tại vì là Slenderman với Spider-Man nghe nó giống nhau cho nên tôi nói nhầm chứ bộ. Ê mà khoan, Slenderman đâu? Ui, nó đâu? Ở bên kia kìa Sam ơi. Thấy rồi. Ủa, nha. Xí Phong ơi, từ Phong xí. Sao? Thấy phải Slenderman thật không? Tôi nhớ trên hình nhìn cao to lực lượng 6 múi mà sau đây giống con tôm vậy? Hả? Tôi không biết nữa nhưng mà Sam nhìn nè. Đây chắc
rồi. Tại vì á, nhìn đi, khuôn mặt không có mắt mũi miệng, cao ơi là cao, mà đằng sau lưng còn có thêm mấy cái xúc tua nữa. Đây chắc chắn là Slenderman rồi. Trời ơi, tưởng thế nào, trên hình nhìn oai nghiêm, phong độ cỡ nào ngoài đời. Nhìn nghe ốm với cái xe, tôi tới tôi thổi vô cái bay luôn á ông ơi. Ờ ha, tính ra là tôi á, mặc dù là tôi không có cao bằng Slenderman, nhưng mà tôi chắc chắn cũng cơ bắp hơn. Chứ Slenderman nhìn ốm nhơ bấm nhách y như cái tâm kiểu này á. Một mình chỉ cần chém một cái thôi chết queo. Đúng không sao? Đúng rồi. Trời ơi, dễ bèo. Thôi được rồi, không nói nhiều nữa. Slenderman, ta hỏi ngươi nè, bây giờ ngươi có chịu thả Jabul với lại gấu Mura đứa em của ta ra không hả? Hả? Có thả không? Trời ơi, xem thường tôi rồi. Hả? Không hả? Ông nghĩ sao vậy? Ông nhìn Slenderman đi, có ai có miệng không mà ông hỏi người ta sao người ta xé lời được? Người ta đâu biết nói đâu. Ừ ha, đúng ha, Slenderman đâu có miệng đâu sao biết nói ta. Cái gì vậy? Ui thôi. Nhưng mà không được. Bây giờ á, dù có biết nói hay không á, cũng là kẻ xấu rồi, cũng bắt cóc hai đứa em của mình. Bây giờ mình phải nhào vô đánh hắn để giải cứu Jabul với lại Mura. Trời ơi, tất nhiên rồi, tôi nhìn tôi tất dễ sợ luôn à. Hồi trời dám giam cầm mình ở trong cái chỗ này, mình phải chém nó chứ sao giờ. Đúng vậy, bây giờ thì Sammy tôi đếm từ 1 đến 3, chúng ta cùng nhau đồng vợ đồng lòng tát biển đông cũng cạn. Tiến lên nha. Cái gì vậy? Người ta là cùng nhau tiến lên chứ tự nhiên đồng vợ đồng chồng làm cái thôn vậy, chạy hơi thùng hả? Không, cái đó là một cái câu mà ông bà ngày xưa hay nói á, chứ đâu có nói gì đâu. Sao mày nghĩ gì vậy? Trời ơi, tôi nói vậy trơn rồi, vô nè. Okay. Luôn á. Được rồi, chuẩn bị nè. 1, 2, 3, tiến lên. Ui, cái gì vậy? Ui, trời ơi, sao tự nhiên vừa mới tiến lên cái tự nhiên cái con Slenderman nó biến thành siêu to vậy? Thôi Sam ơi, Sam lên đi. Ôi, bây giờ mình tiến lùi cho nó nhỏ lại, tiến lên cho nó to. Bây giờ mình lùi lại coi, bây giờ mình thử mình lùi lại coi nó có biến nhỏ lại không nha. Ok, mình lùi lại nè, coi nó có biến nhỏ lại không nha. Ok, lùi lại. Ôi, đi nhỏ kìa. Ôi, nhỏ kìa. Ôi, bây giờ mình thử mình tiến lên coi, mình tiến lên coi. Rồi, mình tiến lên nè. Rồi, nó to lên nè. Rồi, giờ mình lùi lại nè. Lùi lại nè, đó nó nhỏ lại. Cái con này như cao su vậy. Bây giờ chơi sao? Ủa giờ mình làm gì sao? Mình tiến lên thì nó to lên, mình gọi là lùi xuống nó nhỏ lại. Bây giờ sao trời? Không nói nhiều nữa. Bây giờ hai đứa mình có tiến lên hay là lùi lại thì cũng phải tiêu diệt cái tên này thôi. Tiến lên Sam ơi. Yeah! Nó to kìa. Nó to nhỏ lại. Nhào vô đánh nó đi. Mày nó đi kìa trời ơi. Ủa sao kỳ vậy? Sao quýnh không được? Sam ơi, tôi đụng vô cái chân của nó giống như là tôi gãy ngứa gì đó vậy Sam. Ai nhưng mà Sam ơi, sao từ nãy giờ tôi để ý nha, con Slenderman này nó cứ đứng im hoài à, nó không thèm cử động luôn, hình như nó không thèm đánh với một mình luôn á Sam ơi. Kỳ vậy? Kỳ kỳ giờ chơi khi dễ mình vậy. Ôi, nó cử động kìa, nó cử động kìa. Ôi, Sam, trời ơi, Slenderman, sao ngươi dám đánh Sam ơi của ta hả? Ta quýnh ngươi à, ta quýnh ngươi nè. Ôi, chạy. Sam ơi, coi chừng Sam ơi, coi chừng bị quýnh ngươi vậy. Sam ơi, bình tĩnh từ để Phong nói cho Sam nghe nè. Không có nhào vô quýnh nó liền được đâu, cứ bình tĩnh để Phong suy nghĩ cách. Cái con này nè, nó là quái vật và nó rất là thông minh, bởi vì nó cũng đã từng là con người cho nên nó biết suy nghĩ, hiểu không? Bọn mình không thể nào đánh nó bằng tay được, bọn mình quá nhỏ so với nó. Ủa mà khoan, từ từ. Sam ơi, Sam nhớ hồi nãy lúc mà bọn mình tiến lên á, nó biến to, bọn mình lùi lại thì nó biến nhỏ không? Nhớ. Ừ, nó có biến to biến nhỏ đấy, giờ sao? Phong có cách rồi. Trời ơi bạn ơi, mình nghĩ ra cách này hay lắm mấy bạn ơi. Thôi rồi, bây giờ thử này nha. Bây giờ Phong sẽ thử tiến lại gần đó nè. Bây giờ Phong lùi lại để coi nó có biến nhỏ không nha bạn. Ok, lùi lại nè. Rồi. Ui, nó nhỏ rồi kìa Sam. Tiến lên nè. Ui, nó to lên. Sam hiểu ý Phong chưa Sam? Làm sao, tôi không có hiểu không ơi. Trời ơi, sao bà ngốc quá vậy Sam? Bây giờ bọn mình tiến lại gần nó thì nó biến to đúng không? Vậy thì bây giờ mình lùi lại thì nó biến nhỏ. Thì bây giờ bọn mình đừng có tiến lên nữa, bọn mình đi lui lại gần nó đi, hiểu không? Mình cứ đi lui này là đúng rồi. Từ nhỏ hả? Đúng rồi, nè bây giờ mình thử mình lui lại nè. Đó, thông minh chưa nè, nó biến nhỏ rồi, chắc chắn luôn nè. Đó, thấy không, biến nhỏ rồi kìa. Bây giờ mình chỉ cần đi lùi là nó cứ nhỏ hoài luôn hả? Đúng rồi, mình cứ lùi lại thôi. Đó, sao anh thấy Phong thông minh không? Trời, mấy người thông minh vậy chắc chắn là phải cưới về rồi. Trời ơi, thông minh quá trời thông minh. Trời ơi, tôi cứ đi mệt kìa. Bây giờ nha, ông quánh bên kia, tôi quánh bên này, quánh cho bơm đầu luôn, ok? Chia ra mà quánh. Lùi lại nè, thấy không? Nó mất cảnh giác rồi nè. Ok, chuẩn bị nha Sam. 1, 2, ừ, tôi thấy cái xúc tua đó nè. 1, 2, 3, quýnh nè. Mày rồi. Ui, nó chết queo rồi. Trời ơi, trời ơi, các bạn thấy không? Nó chỉ
chỉ được cái là nó to thôi, chứ nó mà biến nhỏ lại thì nó y như cây que vậy, trẻ có cái thôi chết queo. Ok mấy bạn ơi, vậy là ngày hôm nay mình đã tiêu diệt được nó. Ôi nhưng mà khoan, mấy đứa em mình đâu? Ủa? Em mình đâu? Ủa vậy cây hay? Ủa mình tiêu diệt nó xong mấy đứa em mình đâu? Trời ơi, có ngày nào nó giữ mấy đứa em mình không? Trời ơi trời. À không không không, không biết rồi. Chắc là bây giờ mình chỉ cần tiêu diệt được nó thì mấy đứa em của mình sẽ quay trở lại làng Hero, yên tâm đi, không sao đâu. Tôi nghĩ là như thế. Trời ơi, bạn ơi. Vậy là ngày hôm nay bọn mình đã gọi là phá được cái ngôi nhà an toàn của Slenderman, sau đó còn tiêu diệt được Slenderman bằng trí thông minh của mình mấy bạn ơi. Mày thấy mình thông minh chưa? Lần trước á thì mình gọi là đã chui vô trong lỗ tai của Phong Cận SE, bởi mình biến nhỏ lại thành tí hon, mình chui vô để mình tiêu diệt Phong Cận SE. Lần này thì mình lại nghĩ được thêm một cách để tiêu diệt Slenderman nữa, quá là đỉnh luôn. Đó, mấy bạn nhỏ nhớ nè, là nhớ nghe lời ba mẹ, học thật là giỏi và chăm ngoan nha, nghe lời ông bà cha mẹ chứ không có được hư hỏng, không được lì lợm như là hai đứa em của mình nha. Nói ông bị lì quá cho nên bị Slenderman bắt cóc luôn á, thấy không? Trời ơi là trời. Được rồi, và bây giờ thì mình nghĩ là mình đã tiêu diệt được Slenderman rồi, mình sẽ phải về làng để mình kiếm hai đứa em của mình đây. Và nếu như bạn thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Cũng đừng quên hãy ở bên kênh YouTube của Sammy đăng ký họ cho Sammy nha mọi người. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. À mà khoan, mấy bạn còn muốn mình sẽ gọi là bắt thêm gọi là quái vật nào về để nuôi nữa, bạn nhớ comment xuống dưới cho mình biết nha. Của vậy, bye bye. Bye.